Hiện nay trong phân khúc 5 triệu đồng chúng ta đang có sự cạnh tranh rất là lớn từ các nhà sản xuất Android. Tuy nhiên dường như là phần thắng đang nghiêng về phần Asus Zenfone. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm sách tay đến từ nhà sản xuất Xiaomi. Không phải là một nhà sản xuất tại thị trường Việt Nam, chính vì thế nên mà sẽ nhiều người chưa biết đến. Nhưng mà đây là một trong những sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Về Xiaomi thì đây là sản phẩm Redmi Note. Nghe cái tên các bạn đã biết, Note là một sản phẩm thuộc phân khúc màn hình lớn của Samsung. Và cái sản phẩm này cũng tương tự đối với Xiaomi. Nó có màn hình 5,5 inch, vì thế nên thuộc dòng Flip, có kích thước rất là lớn. Nhưng mà vì là một sản phẩm giá rẻ nên mà nhà sản xuất này không thể làm mỏng và nhẹ giống như kiểu là Samsung được. Thế nên Redmi Note cầm trong tay rất là nặng, đây là điểm trừ lớn nhất đối với một thiết bị di động mà theo đánh giá cá nhân của mình. Cảm giác cầm máy bằng một tay thao tác không thực sự thoải mái một chút nào. Có hai nguyên nhân, thứ nhất là về trọng lượng, máy nặng khiến cho mình cầm lâu rất nhanh mỏi tay. Và nguyên nhân thứ hai quan trọng đó là về cái phần mặt lưng. Cái phần mặt lưng này của máy được làm bo tròn, ok, đấy là một điều rất là tốt đối với sản phẩm màn hình lớn để cầm trong tay dễ dàng. Nhưng nó lại là một chất liệu bóng, bóng vô cùng luôn và bám lại rất nhiều mồ hôi dấu vân tay. Và kể cả mình là một người không ra nhiều mồ hôi tay nhưng mà khi cầm vào thì không đem lại một cảm giác chắc chắn. Và dường như lúc nào cái sản phẩm này có cảm giác như là sắp rơi khỏi cái bàn tay của mình. Thế nên mà đến tỷ lệ phải đến 90% là mình còn toàn phải cầm hai tay để thao tác máy, chứ còn cầm một tay thì thực sự không dễ chịu chút nào. Bên cạnh đấy thì cái việc màn hình lớn này khi mà mình cầm cho vào túi quần thì cũng tạo ra cảm giác rất là cấn. Nên mà cái chiếc Xiaomi Redmi Note hầu hết là mình đều phải để trong ba lô và khi nào cần thì mới dám đem ra sử dụng. Sản phẩm này mặt lưng thì các bạn thấy là chúng ta có camera 13 megapixel, bên dưới chúng ta có thể bóc nắp lưng được. Ở dưới nắp lưng này thì các bạn sẽ có một cục pin dung lượng rất là lớn, 3200 mAh, như vậy là cũng tương đương với lại cái dòng sản phẩm Note của Samsung. Với cái cục pin 3200 mAh này kết hợp với yếu tố là nó sử dụng vi xử lý MediaTek, không tiêu tốn nhiều cái điện năng cũng như là rất là mát, nên mà máy có thể sử dụng thoải mái lên đến 2 ngày. Chúng ta sẽ có hai khay cắm sim, là hai khay cắm sim này thì đều sử dụng sim to, là sim thường chứ không phải là sử dụng micro sim, và khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Camera của máy đạt lên thông số 13 megapixel, đây là một trong những sản phẩm hiếm hoi ở phân khúc 5 triệu đồng có camera này, và quan trọng nhất là về chất lượng. Và mình nghĩ là nếu bạn nào ở 5 triệu đang tìm cho mình một sản phẩm có camera tốt thì đây là sự lựa chọn hàng đầu để các bạn quan tâm đến. Những cái bức ảnh mà mình chụp trong điều kiện bình thường đủ sáng, cái ảnh từ Redmi Note cho cái chất lượng rất là tốt. Ở đây có một cái ảnh mà mình zoom vào có thể đọc được mọi dòng chữ trên cái bảng nội quy này. Có thể thấy là độ chi tiết nó cực kỳ cao. Phía sau bầu trời cũng được giữ, kể cả đám mây màu xanh của trời không hề bị mất bất kỳ một cái chi tiết nào. Những cái bức ảnh chụp từ cái chiếc Redmi Note này đã đem ra cái hình ảnh phải nói là xuất sắc. Kể cả mình chụp macro phía sau xóa phông tin rất là ảo diệu. Tuy nhiên thì cái chiếc Redmi Note thì bạn thấy là camera trước này của nó cũng có thông số là lên đến 5 megapixel, cho phép người dùng tự sướng. Nhưng mà Xiaomi trên cái chiếc máy này thì lại không có tính năng làm mịn da beauty giống như kiểu là người đàn anh Mi 3. Bên cạnh đấy camera của nó cũng có khả năng quay phim lên đến Full HD và chế độ quay slow motion. Nhìn chung là ở cái phân khúc 5 triệu đồng, đây là mình cái chiếc smartphone mình đánh giá có camera tốt nhất. Còn chụp ban đêm thì nó cũng không ngon. Chụp ban đêm thì nguyên nhân là cái cảm biến này khi mà mình chụp thiếu sáng một chút lập tức là sẽ bị nhiễu hình cũng như là cái noise khá là lớn. 5 triệu đồng thì mình nghĩ là các bạn không nên mong chờ gì ở việc có khả năng chụp thiếu sáng, chụp ban ngày như vậy là quá ngon rồi. Nhưng mà trên chiếc máy này khi mà mình xem ảnh ấy, mình có một cảm giác rất là khó chịu. Đó là mỗi khi mình xem ảnh nó phải mất 1 giây để load toàn bộ cái hình ảnh trên cái thiết bị này. Nó cứ bị load đi load lại. Có lẽ là nguyên nhân đến từ cái CPU của máy là cái hiệu năng của nó chưa thực sự tốt. Chiếc Xiaomi Redmi Note này của mình là có sử dụng vi xử lý 8 nhân đến từ MediaTek. Vi xử lý 8 nhân này theo như quảng cáo là có thể chạy hoạt động cùng một lúc. Chấm điểm hiệu năng thì nó hoàn toàn vượt trội so với các phân khúc tầm 5 triệu mà phải rơi tầm cỡ phải vi xử lý Snapdragon 600 hoặc là S4 Pro thì mới cho điểm số tương đương với thiết bị này. Nhưng mà thực tế thì lại không được như mong đợi. Mặc dù nó có thể chơi game rất là mượt, hầu hết tất cả các game hiện nay mình đã trải nghiệm trong một cái bài đánh giá cho các bạn là Advan 8 Sky Gamble, mình chơi mắc đồ họa vẫn tốt, không lag dần. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thực tế thì kể cả mình vuốt màn hình home screen hay là mình đưa vào cái phần setting, máy vẫn có một độ trễ nhất định thể hiện trên cái màn hình chính này. Mình nghĩ là nguyên nhân là cái vi xử lý 8 nhân này hiện nay chưa được tối ưu hóa cho nền tảng Android. Và yếu tố thứ hai đó là thiết bị này mặc dù bán ra mới nhưng lại mới chỉ chạy Android 4.2. Trong khi đấy các bạn đã biết là từ Android 4.3 trở lên thì chúng ta mới có một cái nền tảng mới giúp máy chạy mượt và nhanh hơn. Chính vì thế nên có lẽ trong tương lai chúng ta nên chờ một bản cập nhật thì may ra thiết bị này mới chạy thực sự mượt. Còn hiện tại thì mình đánh giá chưa cao cho lắm về hiệu năng của nó kể so với cái dòng Zenfone trong cùng phân khúc giá. Chiếc máy này thì có điểm nhấn là camera màn hình của nó 5,5 inch và có độ phân giải HD. Độ phân giải này thì cho mật độ điểm ảnh chưa đến 300 ppi nhưng mà cũng hiển thị khá là tốt. Những cái dòng chữ hiển thị trên máy ở góc nhìn bình thường của mình thì không bị vỡ hạt. Bên cạnh đấy thì nó có tấm nền IPS cho góc nhìn tuyệt vời.
mẹ đã có một bài nói về cái khả năng chơi game cũng như cái màn hình của máy này thì mình đánh giá rất là cao. Thế nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng giải trí cũng như xem phim, chơi game lướt web trên chiếc Xiaomi Redmi Note. Chiếc máy này thì được tùy biến bởi giao diện MIUI, vì thế nên nó rất là đẹp. Tất cả những cái thay đổi như hiệu ứng theme, bảo mật, mọi thông số trong này các bạn đều có thể kiểm soát tốt. Như là phần bảo mật có thể nghiêm cấm những cái cuộc gọi lạ, hay là zip virus, hay là các bạn có thể thiết lập những cái lệnh permission để cho các ứng dụng có thể truy cập vào cái quyền của chúng ta. Tất cả mọi thứ đều có thể làm được trong cái thiết bị này. Phải nói là mình đánh giá rất là cao cái bản ROM MIUI với nhiều sự lựa chọn cũng như là những cái tùy biến đối với cá nhân người tiêu dùng. Và như vậy mình hoàn thành xong các bài đánh giá chi tiết trước Redmi Note, một sản phẩm đến từ nhà sản xuất Xiaomi. Nó có một cái điểm mạnh, đó là về màn hình đẹp cũng như là chúng ta có nhiều phần mềm tùy biến, giao diện tuyệt vời. Với vi xử lý 8 nhân hiện nay thì có thể đảm nhiệm mọi game ứng dụng nặng. Mình nhấn mạnh là cái trải nghiệm chơi game của nó vẫn rất là tuyệt vời. Chỉ có là khi cái giao diện này nó không thực sự mượt cho lắm, có lẽ do bản ROM khá là nặng cũng như là cái Android 4.2 chưa được tối ưu hóa khiến cho máy khá là chậm ở một số trường hợp chúng ta sử dụng thao tác hoàn toàn bình thường. Cái điểm yếu của nó thì liên quan đến vấn đề đó là camera chụp chiếu sáng chưa tốt. Nhưng mà phân khúc giá này thì sản phẩm nào cũng vậy thôi, còn đem lại sự ấn tượng. Hiệu năng của nó sử dụng bình thường chỉ ở mức trung bình. Và các bạn thấy là cái thiết kế của nó khá là thô, khi mà cầm trong tay khó chịu, khi mà cái vỏ này quá trơn trượt, tạo cảm giác luôn luôn như là sắp rơi khỏi tay. Và cũng như cái trọng lượng của nó không phù hợp cho các bạn gái nếu các bạn sử dụng hàng ngày. Các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, truy cập vào 7s.com.vn để theo dõi chi tiết mức giá của thiết bị này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.